Xin chào các bạn. Ở khi những video trước đó thì mình cũng đã chia sẻ về các hoạt chất đơn và các hoạt chất đôi phối lại với nhau để trị bệnh tháng thư, cũng như là xếp loại, phân loại các loại thuốc từ mạnh đến yếu để trị bệnh tháng thư. Thì video này thì mình làm thêm để chia sẻ cái phần này là phần nâng cao các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo thêm để mở rộng thêm cái phần kiến thức của mình cũng được. Còn nếu không, các bạn để dễ nhớ thì các bạn chỉ áp dụng ba cái video đầu tiên là các bạn cũng có thể là quản lý bệnh tháng thư một cách rất là hiệu quả rồi. Thì ở video này mình xin chia sẻ là một cái bảng nó tên là Acceptable Control, có nghĩa là quản lý chấp nhận được. Thì đối với bạn bệnh tháng thư á, thì chúng ta có thể sử dụng riêng hoặc chắc là chlorothalonil cũng được nè, mình đã nói ở trên. Hoặc là chúng ta phối giữa anh là phosgene aluminium với chlorothalonil, hoặc là các bạn có thể dùng là riêng một anh polyoxide, hoặc là các bạn có thể dùng riêng propiconazole, tebuconazole, hoặc là các bạn phối tebuconazole với phosgene aluminium. Thì tiếp theo nữa thì có một cái bảng là control with DMI fungicides, có nghĩa là những cái thuốc nấm DMI này quản lý như thế nào và cái độ mạnh. Thì ở đây các bạn để ý phần ở dưới đó là anthracnose incidence, nghĩa là bằng chứng để về việc trị cái bệnh tháng thư này. Thì ở trên đầu tiên chúng ta có Banamax. Thì ở cái bảng control with DMI fungicide này, các bạn để ý giùm mình, đó là cái dòng anthracnose incidence. Đây là những cái dòng mà là những cái bằng chứng thực nghiệm về việc trị cái bệnh tháng thư. Thì ở đây là tên cái loại thuốc, thì ví dụ như Banamax thì hoạt chất của ảnh đó là propiconazole. Đó, thì cái phần trăm đây ạ, cái phần trăm mà nó trị bệnh tháng thư rất là ít. Tiếp theo là Eagle. Eagle thì có hoạt chất là microbutanin, hoạt chất này thì mình cũng chưa thấy có ở Việt Nam. Tiếp theo thì nó cũng có cái hiệu lực cao hơn cái anh Banamax. Tiếp theo là hoạt chất là Benetton, thuốc Benetton thì nó có hoạt chất là chia dimethon, thì chất này mình cũng thấy rất là lạ, chưa thấy ở Việt Nam đó. Thì cái bản này các bạn chỉ cần tham khảo thêm thôi ha, để biết thêm một số hoạt chất, ví dụ như hoạt chất cuối cùng rất là mạnh. Ở cái bản tiếp theo thì các bạn thấy được đó là anthracnose controlled by the phosphonase fungicide. Phosphonase fungicide có nghĩa là các thuốc diệt nấm mà có cái gốc phosphor ở trong đó. Thì mình ví dụ như là K-H2PO4, các bạn thấy có phosphor ALIF, ALU hoặc là K2PO3. Thì bản này thì giống như là bản nâng cao thôi, để các bạn có thể là xem để bổ sung thêm kiến thức và các hoạt chất, và các bạn có thể hiểu biết thêm được đó là các loại thuốc mà có gốc phosphor là những cái loại thuốc có hoạt chất như thế nào. Thì video của mình, bộ video mà chia sẻ về cái bệnh tháng thư, đặc trị bệnh tháng thư trên cà phê thì đến đây cũng cũng đã hết. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi, và cái biện pháp phòng trừ thì các bạn tập trung vào cái video thứ ba và cuối video thứ hai, đó là các bạn sẽ có được kiến thức về các loại hoạt chất cũng như các loại thuốc mà trị được bệnh tháng thư một cách triệt để. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.